Sau khi vượt qua phòng tuyến đầu tiên, được cho là lớp mạnh nhất của Nga, Ukraine đối mặt với ma trận phòng tuyến phức tạp mới, đồng thời phải tính toán thận trọng cho mục tiêu tấn công tiếp theo. Ma trận phòng tuyến tiếp theo Ukraine phải đối mặt. Các lực lượng của Ukraine tiến công ở mặt trận phía Nam và phía Đông trong tuần thứ 79 của cuộc xung đột với Nga đã đến vị trí mà các chuyên gia cho là phía sau lớp phòng tuyến đầu tiên của Nga. Tuy nhiên, họ cũng đối mặt với cuộc tiến công của Nga ở phía Đông Bắc, tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan về nơi triển khai lực lượng. Lực lượng Ukraine tiến về phía thành phố Melitopol do Nga kiểm soát xác nhận họ đã giành lại Robotai, một thành trì quan trọng của Nga ở phía tây Zaporizhia. Người phát ngôn các lực lượng phía nam của Ukraine, Oleksandr Stupun cho biết ngày 28 tháng 8 rằng quân đội Ukraine đang bận rộn gỡ mìn trong khu vực, đảm bảo các vị trí của mình và giành thêm lãnh thổ ở đông nam. Robotai có vai trò quan trọng bởi nó nằm trên T-0408, tuyến cao tốc được sử dụng để tái cung cấp cho các đơn vị đồn trú của Nga ở Tokmak, một thành phố quan trọng khác nằm cách đó 20 km về phía nam. Ông Stupun tin rằng Nga sẽ cố gắng giành lại Robotai do lo ngại một cuộc tiến công nhanh chóng của Ukraine theo hướng Tokmak. Một số video được công bố ngày 27 tháng 8 cho thấy các binh lính của sư đoàn 76 của Nga đang tăng cường các vị trí trong khu vực. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thông báo ngày 28 tháng 8 rằng các lực lượng của nước này đang tiến công vào Novoprokopivka, thị trấn tiếp theo trên trục đường T-0408, nằm cách Robotai 4 km về phía nam. Một số phóng viên quân sự của Nga lo ngại về cuộc tiến công của Ukraine về phía Vermok, nằm cách Robotai 8 km về phía đông. Một phóng viên quân sự Nga đã gọi tình huống này là rất nguy hiểm. Một phóng viên khác của Nga thì cho biết các lực lượng của Ukraine đang tấn công các phòng tuyến phía sau của Nga và nhận định họ có lẽ gần xuyên thủng vành đai phòng thủ đầu tiên của Moscow. Một loạt vị trí phòng thủ mà lực lượng của Ukraine đang tiến công hiện nay bao gồm các bãi mìn dày đặc và các công sự mà Nga tập trung đáng kể sức lực, vật lực và nỗ lực để kiểm soát, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISW, có trụ sở tại Washington cho hay. Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, Ukraine sẽ tiến công qua các chiến hào chống tăng, tuyến phòng thủ răng rồng, các chướng ngại vật và bãi mìn. Ông cho biết Ukraine đang chiến đấu để vượt qua ma trận phòng tuyến phức tạp. Tuy nhiên, theo ISW, hiện vẫn chưa rõ mật độ các bãi mìn này, nhưng chúng có lẽ thưa hơn các bãi mìn Ukraine từng vượt qua, để các lực lượng của Nga ở phía Bắc có vị trí rút quân. Một chỉ huy Ukraine dẫn đầu đội quân tiến vào Robotai đánh giá với Reuters rằng cuộc phản công đã xuyên qua những phòng tuyến vững chắc của Nga và từ nay sẽ tiến công nhanh hơn. Chúng tôi đã xuyên qua các con đường chính bị cài mìn. Chúng tôi đang tới các phòng tuyến mà chúng tôi có thể tiến về phía trước. Tôi chắc chắn, từ đây chúng tôi sẽ tiến công nhanh hơn, chỉ huy với tên gọi Skala này cho hay. Ông Milley cũng nhất trí với điều đó khi cho rằng Ukraine đã vượt qua phòng tuyến chính đầu tiên của Nga. Ngày 27 tháng 8, ông Stupun cho biết một mũi nhọn phản công của Kiev đang tiến về phía Berdyansk đã đạt được thành quả gần Staromayos, thị trấn Ukraine giành lại vào 27 tháng 7. Chỉ huy tiểu đoàn Vostok của Nga ông Alexander Khodakovsky cho biết khu vực này đã bị thiếu lực lượng. Khi không có đủ nguồn lực, chúng tôi phải căng mình suốt một vòng cung dài, trải qua những khó khăn và phải dịch chuyển lực lượng dự trữ theo một vòng tròn lớn, chỉ huy của Nga viết trên Telegram. Các lực lượng của Ukraine cũng đang tiến công theo phía đông. Bà Malia cho biết Kiev đã đẩy Nga khỏi Klitschka khi tấn công thọc xuyên vào thành phố Bakhmut ở phía nam. Quân đội Ukraine đã giành lại được tổng cộng 44 km vuông, nhiều hơn 1 km so với tuần trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo. Phản ứng của Nga. Nga đã phản ứng trước các cuộc tiến công của Ukraine ở phía nam và phía đông bằng cách tiến hành một cuộc tấn công mới ở đông bắc theo hướng thành phố Kupiansk. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thừa nhận các lực lượng của Nga dường như đang đạt được một vài tiến triển ở đây, nhưng Ukraine sẽ không bị chệch hướng khỏi kế hoạch phản công. Đó là động thái có tính toán của đối phương nhằm làm chệch hướng sự chú ý của chúng tôi bằng cách tấn công vào đây. Theo đó, chúng tôi sẽ rút các đơn vị từ phía nam và phía đông. Tuy nhiên, tướng Sierski, chỉ huy đội quân ở Khotitsky, đang đồng thời củng cố phòng thủ trên tiền tuyến và phản công theo hướng Bắc Mất, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov nói. Ông Reznikov cũng cho biết động thái của Nga khá rủi ro, bởi nếu Ukraine tiến công vào Bắc Mất, họ sẽ bị mắc bẫy ở đây. Tuy nhiên, ông Khodakovsky thì cho rằng các lực lượng của Ukraine đang bị phân chia giữa phòng thủ và phản công, đồng thời thiếu lực lượng để thực hiện thành công các cuộc tiến công. Điều này đã lý giải vì sao nhịp độ chiến dịch của họ diễn ra chậm chạp. Giao tranh trên không, cả Nga và Ukraine đều tiếp tục tấn công vũ khí và tuyến hậu cần của nhau, sử dụng UAV và tên lửa. Một cuộc tấn công UAV bầy đàn đã nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga gần Pervon trên bán đảo Crimea, người phát ngôn tình báo quân sự của Ukraine Andriy Yusov cho hay. Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết các lực lượng của nước này đã bắn hạ tổng cộng 42 UAV.
Ukraine được cho là từng tấn công UAV vào phía sau phòng tuyến của Nga, nhưng cuộc tấn công bầy đàn với 42 UAV trên có lẽ là nỗ lực với quy mô lớn nhất từng thực hiện cho đến nay. Thiếu tướng quân đội Australia đã nghỉ hưu Mick Ryan gọi các cuộc tấn công trên là sự biểu hiện cho thấy mức độ tinh vi cũng như khả năng của Ukraine trong việc tiến hành các chiến dịch tấn công, đồng thời đánh giá Ukraine đang không chỉ tấn công với danh sách mục tiêu mở rộng mà tầm bắn cũng xa hơn. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.